SEA Games 31 là kỳ đại hội đầu tiên mà hai chị em sinh đôi Trương Thảo My và Trương Thảo Vy khoác áo đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Trương Thuy nhanh chóng gây ấn tượng với khả năng chuyên môn khi góp công không nhỏ cho tấm huy chương bạc lịch sử ở nội dung nữ 3-3. Năm nay thì cả hai tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 32. Và hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bộ đôi sinh năm 2001 này trong lần trở lại tới đây. Trương Thảo My và Trương Thảo Vy từ Mỹ trở về Việt Nam vào ngày 19 tháng 4, thì ngay ngày hôm sau, hai chị em đã có mặt tập luyện cùng các đồng đội. Cả hai vừa trải qua một giải khá tốt cùng đội bóng rổ Gonzaga tại giải Đại học Vô địch Quốc gia Mỹ. Thật vui khi được trở về tập luyện và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi cũng rất vui khi gặp lại các đồng đội. Gần một năm trôi qua kể từ SEA Games 31, nhưng mọi thứ vẫn rất thân thuộc. Các đồng đội vẫn dành nhiều tình cảm cho chúng tôi. Trước khi về Việt Nam, chúng tôi đã thi đấu đầy cố gắng cho đội Đại học Gonzaga. Dù toàn đội không đạt được thứ hạng cao như mong muốn, nhưng chúng tôi đã vượt qua nỗi buồn và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tại SEA Games 32 sắp tới, Trương Thuy tiếp tục là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam ở cả nội dung 3-3 lẫn 5-5. Trước khi sang Campuchia, Thảo Vy và Thảo My sẽ cùng Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy tham dự Asian Tour 3-3. Giải đấu tổ chức tại Philippines vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 là cơ hội cọ sát quan trọng với các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Năm ngoái chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện cùng các đồng đội, năm nay thì khác. Việc có nhiều thời gian chuẩn bị giúp chúng tôi hiểu nhau cũng như phối hợp với nhau tốt hơn. Tôi rất nóng lòng thi đấu tại SEA Games 32 và hy vọng chúng tôi sẽ mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ như ở kỳ SEA Games trước. Tại SEA Games 31, chị em sinh đôi Thảo Vy và Thảo My góp công khá lớn trong chiếc huy chương bạc lịch sử ở nội dung 3-3 của bóng rổ nữ Việt Nam. Còn ở nội dung 5-5, dù không giành huy chương, nhưng Trương Thuy và các đồng đội đã mang đến rất nhiều trận đấu cảm xúc cho người hâm mộ.